Hang Phượng Hoàng. Hang Phượng Hoàng ở Võ Nhai Thái Nguyên ấy được mở vé và bán từ ngày mùng 1 tháng 6, và hôm nay mình đến cái khu du lịch sinh thái Hang Phượng Hoàng để tham quan và du lịch ở đây. Thì mình trên đường đến Hang Phượng Hoàng ấy, thì ở đây là mình thấy là bà con nhân dân ở khu này là khu giáp Bắc Sơn, giáp với Thái Nguyên, Võ Nhai, Thái Nguyên. Ở đây là trồng rất là nhiều loại cây ăn quả, các bạn xem. Ở đây là quả na. Quả na này mình thấy là ở Hữu Lũng, Chi Lăng, Lạng Sơn trồng rất là nhiều, nhưng mà ở đây cũng có, bởi vì là những cái địa chất đồi đá này trồng quả na rất là thích hợp. Đó, đặc biệt là các bạn thấy là ở những cái khu vực như này và ở những cái khu vực như là Hữu Lũng, Chi Lăng này trồng rất là nhiều. Đó, rất là nhiều luôn. Đây là thu hoạch na thế vào tầm khoảng là tháng 8 đến tháng 9 các bạn. Đấy. Đó, rất là nhiều. Vườn nhãn này. Ok các bạn. Đến mùa na hoặc là đến mùa nhãn các bạn có thể là đến đây để các bạn tham quan và trải nghiệm và thưởng thức những cái quả ở đây rất là thơm ngon. Cảm ơn.